Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã bắt được nghi can Chung In Cho, người có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng phi tang xác trong vali được phát hiện tại một căn nhà trên đường số 3 thuộc khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nghi can Chung In Cho, sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, bị bắt vào trưa ngày 28 tháng 11 khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận 2, cách hiện trường vụ án khoảng 5 km. Nguồn tin công an cũng cho hay nạn nhân là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc, thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều đoạn, có trong túi ni lông đen, đựng trong vali du lịch màu hồng tại nhà vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà. Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1985, trú tại tổ Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội giết người. Trước đó vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, sau khi đã uống rượu, Giang nghi ngờ anh Đỗ Quang Bình, sinh năm 1972, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và bạn gái Giang có mối quan hệ tình cảm nam nữ, nên Giang đánh anh Bình bất tỉnh rồi lấy một chiếc ghế đập nhiều nhát vào đầu Bình, khiến Bình bị thương nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định truy nã bị can Đỗ Xuân Hải, 41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam về tội giết người. Đỗ Xuân Hải là đối tượng gây ra hai vụ nổ súng chấn động ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào tối ngày 26 tháng 11, Đỗ Xuân Hải đến nhà chị Na, sinh năm 1982, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My để nói chuyện. Hải dùng súng bắn vào người chị Na, sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào ba người nhà chị. Sau khi gây án, Hải cầm súng đến nhà ông Nguyễn Thành Tại, 49 tuổi, chú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My và bắn chết ông này tại chỗ. Tại cơ quan chức năng, Trần Công Đức, 27 tuổi, quê Đồng Nai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Để thực hiện hành vi này, Đức đã đặt mua súng và đạn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi rút súng uy hiếp, Đức chưa kịp lấy tiền thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện chi hô nên phải bỏ chạy thoát thân. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng và 10 viên đạn.